Dạ sư cho con hỏi, ở ngoài xã hội có môn trường sinh học, khi mình được khai mở luân xa thì mình tự ngồi tập thì sẽ được phục hồi sức khỏe, đẩy lùi bệnh. Đã có rất nhiều người học và khỏi bệnh thiệt, xung quanh con có rất nhiều. Vì phương pháp này chỉ là trị bệnh nâng cao sức khỏe, nếu học đúng phương pháp, ngoài ra không có theo tôn giáo và lý nào và lý thuyết cũng chỉ bày cách nâng cao sức khỏe hướng thiện. Ngoại trừ nhiều người dựa vào phương pháp này hướng dẫn tầm bậy trên mạng thu tiền thì không tính. Vậy nếu một người tu tập phương pháp này và tu thiền Vipassana có ảnh hưởng gì trong quá trình chứng quả thiền không ạ? Và người xuất gia gieo duyên đã tập môn học này có ảnh hưởng gì không? À, con xin cảm ơn sư. Quý vị biết là những cái môn này họ không có dám dạy ở những nước như là ở Mỹ. Bởi nếu như mà họ dạy, họ tuyên bố là cái phương pháp này sẽ chữa được bệnh, thì bên gọi là bên y tế họ sẽ vào cuộc và họ sẽ xác minh. Và nếu như mà làm được thì họ sẽ viết những cái báo cáo, rồi sau đó là sẽ đưa lên cái nghiên cứu khoa học đàng hoàng. Quý vị biết là hiện tại thiền Vipassana nha của Phật giáo đã được y học họ nghiên cứu và họ ứng dụng vào trong các phương pháp điều trị. Nói để cho quý vị biết là nếu như anh dám tuyên bố là một phương pháp nào đó có tác dụng đối với sức khỏe, thì khoa học họ sẽ vào cuộc để họ điều tra, và nếu như quả thật nó có tác dụng là họ sẽ lên chương trình nghiên cứu đàng hoàng, sẽ công bố ở các cái báo cáo khoa học. Bằng chứng là thiền Vipassana của chúng ta là đã có báo cáo khoa học và đã được ứng dụng từ cách đây khá lâu rồi. Còn phương pháp này, nếu như nó có khả năng chữa bệnh mà không đem lại bất kỳ di chứng nào thì đã được giống như vậy. Chúng ta nói là phải có bằng chứng khoa học, có nghiên cứu hẳn hoi, chứ không phải tôi nghe bà Tám nói bà tập thì bà hết bệnh, tôi nghe ông Sáu nói ông tập ông cũng hết bệnh, tôi nghe chú thím cô cậu gì đó ở quận 5, quận 7, Cát Lái, Nhà Bè tập hết bệnh, nó không tính nha. Anh muốn thì anh phải có nghiên cứu khoa học đàng hoàng và có các cái gọi là các cái nghiên cứu lâm sàng, chứ không phải mình vẫn chơi mình nói hết bệnh là hết bệnh được. Và cho tới hiện nay thì vẫn chưa có bằng chứng nào nha. Còn đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là với những người sư tiếp xúc có thực hành cái thiền nhân điện và luân xa như thế này, thì sư tiếp xúc họ ở giai đoạn muộn, tức là họ đã tập một thời gian rồi. Và xin thưa là sư đã gặp một vài trường hợp họ bị điên, và một vài trường hợp là sư không thể nhận họ để thực hành thiền, và sư không thể dạy họ được. Tại vì nó giống như là một cái căn nhà mà nó đã mục rỗng, mà bây giờ mình muốn sửa lại, muốn gia cố nó rất là khó. Và đó là sư cung cấp cho quý vị một vài thông tin để quý vị hãy cẩn trọng nha. Một số phương pháp thời nay họ tuyên bố là có thể chữa bệnh này bệnh kia thì cũng y chang như vậy. Hỏi họ, làm ơn tỉnh táo giùm sư, hỏi họ là đã có các nghiên cứu lâm sàng hay chưa, và đã có gọi là cái nghiên đã có những cái bài đăng khoa học ở trên các tạp chí y khoa nổi tiếng hay chưa. Thiền Vipassana là có rồi đó, mà họ thì có hay chưa. Rồi
Nếu chưa có chúng ta phải đặt câu hỏi nha, phải đặt câu hỏi. Rồi nếu như mà họ nói là họ ở Mỹ về, ở Đức về thì hỏi tại sao họ không làm ở đó. Anh đừng có nói với tôi là anh vì người Việt Nam, xin thưa, anh vì người Việt Nam hay là anh trốn về. Tại vì nếu anh làm ở đó mà anh không có nghiên cứu lâm sàng, nó tới nó điều tra mà không được là nó bỏ bỏ vô tù á, thì anh trốn về hay là anh vì người Việt Nam thì anh phải hỏi lại cho kỹ. À, sư nói nó hơi mạnh tại vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của quý vị và với những người có duyên đi học đạo với sư. Sư phải có trách nhiệm với lời nói của mình nha, và với những người mà đi đến với mình. Rồi khi mà quý vị thực hành tứ niệm xứ thì tuyệt đối không được pha trộn bất kỳ phương pháp thực hành nào khác. Bởi vì việc pha trộn, quý vị tự ý pha trộn hoặc bị ảnh hưởng bởi phương pháp thực hành khác, nó có thể làm cho việc thực hành tứ niệm xứ không có tác dụng. Nó giống như một cái lu hoặc là một cái hũ mà muốn đựng nước sạch thì phải rửa cái đó cho sạch trước cái đã. Chứ còn nếu như ở trong cái lu cái hũ đó còn đựng nước dơ, đổ nước sạch vào thì nước sạch đó cũng không xài được. Quý vị đã một khi thành thiền luân xa mà chưa có thoát ra được, chưa có từ bỏ được mà quý vị thực hành tứ niệm xứ thì hiệu quả rất hạn chế hoặc thậm chí không có hiệu quả. Đây là một lời cảnh báo của sư ha. À, quý vị hãy suy xét cho kỹ, đừng vì cái lợi trước mắt và cũng đừng vì sự quảng cáo trước mắt mà chúng ta đi theo một cách thiếu suy tư. À, và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, thì rõ ràng quý vị, rõ ràng Đức, quý vị biết mà pháp mà Thế Tôn đã dạy là đã không dư không thiếu, quý vị không dư không thiếu, nói cho nên là mình không có cần phải thêm thắt bất cứ một cái gì vào đó chứ quý vị. Tại vì nếu mà pháp pháp của vị Phật toàn giác, quý vị nhớ rõ nha, pháp của vị Phật toàn giác mà hướng thượng đến là chúng sanh mà đã nói pháp nguyện Phật toàn giác, ngài toàn giác là ngài biết biết rõ hết đó, tường tận hết, mà mình nói là cần cải thêm cái này vô thắt cái kia, cần phải làm cho phù hợp với cái bối cảnh hiện tại đó, thì xin thưa quý vị, cái này là mình nói cái này là chẳng khác nào mình sửa lưng của một vị Phật toàn giác, cái này nó mang mang cái ác nghiệp rất là lớn, cho nên là đã nói là ở đây á, tại vì có câu hỏi là tu thiền Vipassana thì có ảnh hưởng đến quả thiền nếu mà cái đó không, cái thứ nhất ảnh cái thứ hai là nói người xuất gia thì có nên học thêm cái gì không, thì câu trả lời của sư nó rõ ràng, có nghĩa là pháp Đức Thế Tôn một vị Phật toàn giác hướng dẫn mình sao, tại vì pháp ngài là gì, là vượt khỏi thời gian và không gian, thưa quý vị, thiết thực hiện tiền đó, cho nên mình không có cần phải thêm thắt vô một phương pháp nào để bổ trợ thêm gì đó. Còn á, có một cái điều á mà quý vị không có, mình không có hiểu được cái tầm quan trọng của cái phương pháp hay là cái lời dạy của một vị Phật toàn giác, mà cụ thể ở đây là thiền tứ niệm xứ, rõ ràng á là sao, mình mong muốn mình gì, mình khỏe mạnh, mình khỏe mạnh, mình được cái này cái kia, nhưng mà mình không hiểu được đó là cái phương pháp mà Vipassana thì cái niệm xứ Đức Thế Tôn ngày dạy mình để hướng tới gì, thưa quý vị, hướng đi sự bất tử đó, hướng đi sự bất tử đó, đó thấy là thấy giờ thấy thấy còn thấy lợi hại không, mà sư một lần nữa xin nhắc lại cho quý vị biết đó là bảy cái lợi ích đó, khi mình hành Vipassana nó vốn dĩ Đức Thế Tôn ngài đã dạy trong đó rồi, đó là thanh tịnh tịnh tâm ý, là vượt qua buồn phiền lo lắng, vượt qua sự đau buồn than tiếc, chấm dứt khổ về thân, chấm dứt khổ về tâm đó, giác ngộ đạt đến bàn, niết bàn là chính là sự bất tử rồi. Ủa vậy thì bây giờ sư đặt hỏi, ủa là khi mình thực hành Vipassana là mình có bảy cái lợi ích này nè, vậy thì mình cố gắng mình đi tìm kiếm á, mình đi tìm kiếm thêm á,
là cái phương pháp cho mình nó sức khỏe, nghĩa là mình tìm kiếm gì cái ngoài cái phương pháp mà thiền của Đức Phật đó, để mình cầu cho sức, mình cầu cho mình có sức khỏe, mình cầu cho mình có sắc đẹp, để làm chi nữa, làm chi thưa quý vị. Khi mà nhắc đến đó, cái vấn đề mà mình cố gắng mình đi tìm kiếm những cái phương pháp mà ngoài giáo pháp của Đức Thế Tôn để mình thực hành, làm sư nhớ đến một cái câu chuyện này nè. Câu chuyện này nó trong tiểu sử của ngài Thiền sư Mahasi là có nhắc đến thầy của ngài. Thầy của ngài là cũng là Minh Quân luôn, nhưng mà mình ngài Minh Quân này khác nha, khác ngài ngài Tam Tạng thứ nhất quý vị, cũng là Minh Quân luôn, ngài Minh Quân luôn. Thì cái câu chuyện nó liên quan tới thầy của ngài là như vậy nè. Lúc đó là thầy của ngài là trải nghiệm về pháp thực quý vị, là giống như là cũng nắm hiểu rõ rồi đó, nghĩa là biết được, cũng gọi là cũng am tường về pháp học rồi đó, thông thạo về tâm tạng. Thì sau đó ngài mới nghiên cứu pháp hành, nghiên cứu về pháp hành để giống như nếm được, muốn mong muốn nếm được vị giáo pháp như thế nào. Thì ngài mới đi, ngài mới giống như là nghe ai tương truyền là ở cái vùng đó, ở của Miến, ở vùng đó của Miến là có cái vị đó là tu đắc đạo đắc quả này nọ đó, là điều để đến tìm kiếm. Thì ngài dông rủi qua rất là nhiều nhiều học cũng rất là nhiều thầy cứu đó, thì ngài vẫn chưa được, chưa thỏa thỏa mãn. Thì có cái lần đó, ngài cũng nghe tương truyền là có một vị mà hay tu ở trong rừng nữa, trong rừng chú. Thì ngài thầy của ngài Ma Si nè mới đi vô cái vị đó, mà tương truyền là cái vị đó là thánh tăng A La Hán nha. Thì cái vị đi, cái ngài thầy của ngài Ma Si mới hỏi là bạch ngài là con học tăng tạng gì vậy, hỏi cái địa đó, các điểm gì đó, bây giờ con muốn thực hành theo đúng là Phật dạy, phương pháp hành như thế nào. Thì cái ngài cái vị mà được tương truyền gọi là A La Hán chỉ nói đơn giản một câu thôi: ông cố gắng đi tìm cái gì, ông cố gắng đi tìm cái gì mà ngoài là Phật dạy ở trong Tam Tạng kinh điển Pali nữa. Đó thì chính vì như vậy đó, thì ngài mới về, ngài mới xem lại Tam Tạng kinh điển Pali và chú giải chính thống, rồi ngài mới thực hành đó, ngài mới thực hành rồi có cái sự thực hành, có cái sự nếm được hương vị pháp bảo thưa vị. Đó đó là cái câu chuyện mà về thầy của ngài Mahasi đó. Thì tôi muốn nhắc quý vị là một khi mình đã theo Đức Phật thì mình có niềm tin Đức Phật, mình đừng có cố gắng tìm những phương pháp gì ngoài cái lời dạy của ngài là giới định tuệ, đúng không? Hay là khi mà mình thực hành, mình sống với đời sống cái niềm tin giác theo đúng tinh thần về cái tứ niệm xứ, đúng không? Đó là Đức Phật dạy, là điều Đức Phật dạy là tối thượng thưa vị. Và có một điều nữa mà trước khi kết thúc câu trả lời á, tôi muốn nhắc lần lần nữa. Quý vị lên Google, quý vị tìm cái từ khóa là lợi ích chữa bệnh của thiền quán, có nghĩa là có một số trường hợp, xin thưa quý vị, có một số trường hợp, tôi sẽ nhấn mạnh một số trường hợp nha, là nhờ thiền quán, thiền Vipassana, thiền tứ xứ chữa được một số căn bệnh mà gọi là mãn tính, hoặc là một căn bệnh mà nó giống như kiểu như ung thư này nọ luôn, một số trường hợp đó. Cho nên là sư muốn nhắc lại quý vị đó, đừng cố gắng tìm kiếm gì ngoài lời dạy của vị Phật toàn giác, đúng không? Và cô đừng cố gắng thêm thắt vô một cái ý tưởng gì bên ngoài đó. Tại vì nó dễ lệch lạc, thậm chí là nó dễ rơi vào cái tội mà giống như là tà đạo, rồi tà phi pháp, rồi phỉ báng lời dạy Đức Thế Tôn, rồi tà kiến thưa vị. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.